Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Vinh danh Chúa. Vào buổi chiều ngày thứ nhất trong tuần, những cửa nhà các môn đệ họp đều đóng kín vì sợ người Do Thái. Chúa Giêsu hiện đến đứng giữa các ông và nói rằng: "Bình an cho các con." Khi nói điều đó, người cho các ông xem tay và cạnh sườn người. Bấy giờ các môn đệ vui mừng vì xem thấy Chúa. Chúa Giêsu lại phán bảo các ông rằng: "Bình an cho các con. Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con." Nói thế rồi, người thổi hơi và phán bảo các ông: "Các con hãy nhận lấy Thánh Thần. Các con tha tội cho ai thì tội người ấy được tha. Các con cầm tội ai thì tội người ấy bị cầm lại." Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Theo quan niệm của anh chị em thì để thân xác của chúng ta tồn tại và khỏe khoắn phải có mấy điều kiện hả? Theo anh chị em nghĩ có mấy điều kiện? Tôi dám chắc 100 người nếu mà tôi hỏi thì cả 100 sẽ trả lời rằng: ăn uống đầy đủ, ngủ nghỉ tốt, tập thể dục thể thao cho đàng hoàng. Đúng á. Thế nhưng có một điều kiện khác vô cùng quan trọng, có khi nó quan trọng còn hơn cả ăn uống. Bởi nhiều khi chúng ta nhịn ăn cả tháng trời, nhiều người tuyệt thực cả tháng trời không chết. Nhưng nếu chúng ta ngưng thở chỉ trong vài giây, vài phút, đố anh chị em ai tự bịt mồm, bịt mũi mình lại để không thở trong vòng chừng 4 phút thôi. Tôi đố anh chị em ai làm được. Và không chỉ cái hơi thở, nó trở thành quan trọng cho việc chúng ta lấy sự sống của mình đâu, mà nó còn hơn thế khi chúng ta biết hít vào và biết thở ra. Cho nên những nhà thiền sư, những người ngồi thiền, họ điều khiển làm sao để tâm trí của họ ổn định, và họ sẽ thở làm sao thật nhẹ, thật đều và cũng thật sâu để bảo vệ thân xác. Trong khi đó đa số người trên cõi trần này chỉ làm sao nghĩ tới hàng ngày ăn với mặc. Tôi ăn uống làm sao, tôi mặc làm sao. Và mỗi một lần mà mình đi đâu đám tiệc chẳng hạn, người ta dọn cho mình những món ăn, bất kể những món ăn đó là những món ăn có chất lượng hay không chất lượng, chúng ta không có kể, mà chúng ta chỉ kể là hôm nay nhà đó đãi tiệc có ngon không thôi. Trong khi đó chất lượng của món ăn quan trọng hơn nhiều. Có khi ta ăn một tô cháo mà nó còn tốt hơn anh chị em ăn một cái lẩu, trong đó nào là ốc, nào là tôm, nào là mực, đúng không? Và cũng như thế, chúng ta chú ý nhiều đến những thứ ăn kiểu đó, và mặc đi đâu thì phải làm sao, guốc dép như thế nào, tóc trên đầu ra làm sao, quần áo chỉnh chu như thế nào. Thậm chí có khi quần áo chả chỉnh chu gì, các bà các cô nhiều khi mặc hở trước hở sau mà có chỉnh chu gì đâu, mà coi đó là đẹp, coi đó là hay. Tôi nhớ tôi đi ra ngoài Đà Lạt ghé
Thiền viện Trúc Lâm là một cái nơi mà để đào tạo tu sĩ Phật giáo lớn lắm. Mà anh chị em biết là thành phố Đà Lạt là thành phố du lịch nha, mà Thiền viện Trúc Lâm ngay từ cổng vào là có một số Phật tử ngồi đó để làm gì anh chị em biết không? Nếu anh nào mặc quần đùi, quần sọt, chị nào mặc riếp, mặc đầm là họ cho một cái váy, họ cho mượn một cái váy. Cái váy nó dài từ bụng của họ dài tới chân, phủ lại. Cái váy đó nó là bằng keo dán phía đằng sau, cứ phủ thế này là dán keo đằng sau thì mới được đi vào bên trong khuôn viên của Thiền viện Trúc Lâm. Và chúng ta chăm chút cho cái việc ăn mặc của mình tưởng đẹp lắm, nhiều khi hở tùm lum, đến mức mà đi vào nhà thờ, đi vào những nơi tu trì kiểu đó, người ta ái ngại, người ta phải cho mình cái váy mặc tưởng đẹp, nhưng mà hóa ra có đẹp đâu. Và mình cứ cho đó là cái sự mình phải chăm chút lấy nó, mà chăm chút kiểu đó đấy. Thưa anh chị em, có một điều kiện vô cùng quan trọng, đó là hơi thở của chúng ta. Nếu mỗi ngày chúng ta biết dành một chút thời gian thôi, biết điều khiển hơi thở của mình, thở vào, hít vào thật sâu và thở ra bằng miệng đều đặn chẳng hạn, chúng ta sẽ làm cho lượng oxy nó hòa trong máu và nó đi nhiều vào những tế bào, nó nuôi sống tế bào. Cho nên đâu chỉ ăn, đâu chỉ mặc, mà cái hơi thở nó làm nên sự sống. Chính vì hơi thở làm nên sự sống của thân xác, thì cũng có một thứ hơi thở khác làm nên cái linh hồn chúng ta. Trong ngày Thiên Chúa tạo dựng, anh chị em nhớ lại khi Thánh Kinh diễn tả sách sáng thế cho rằng Thiên Chúa dựng nên tượng người. Thì sau khi tượng người đã hoàn thành, Chúa làm gì? Chúa thổi hơi vào tượng người, tượng người có sinh khí và trở thành con người sống. Tượng người được sống bằng hơi thở của Thiên Chúa để trở thành người. Và chúng ta Hội Thánh tin tưởng rằng từ ngày Chúa thở hơi vào cái tượng đất ấy để chúng ta làm người, Hội Thánh tin chúng ta có linh hồn. Và nhờ sinh khí của Thiên Chúa ở trong chúng ta, nhờ Chúa thổi hơi mà chúng ta sống bằng sự sống của Chúa mình, chúng ta có linh hồn thiêng liêng. Và chúng ta là người, nhưng mình không chỉ là vật chất, mà mình còn là một tinh thần, mà mình còn là thế giới thần linh. Anh chị em ngồi trong nhà thờ, ai cũng đang nhìn về phía tôi, ai cũng đang nhìn về phía bàn thờ. Đó là cái thân xác tôi nhìn thấy anh chị em. Nhưng trong lòng anh chị em, trong đầu anh chị em là cả một thế giới nội tâm mà tôi không thể biết được. Làm sao tôi biết được một người ở ngoài kia chào tôi, chào cha, mà người đó đang yêu tôi hay đang ghét tôi? Ghét tôi đâu có biết. Nghĩa là ở bên trong chúng ta là cả một thế giới thần linh, là cả một thế giới siêu phàm, mà khó có ai đi vào trong thế giới ấy. Chúng ta gọi là nội tâm, chúng ta gọi là linh hồn của mình. Sự thiêng liêng nằm ngay trong con người. Và con người mặc dù chân đạp đất, đầu đội trời, ai cũng nhìn thấy chỉ là thân xác. Còn cái chúng ta không thấy nhưng nó điều khiển tất cả mọi sự trong con người, đấy chính là cõi tâm, cõi thiêng liêng của linh hồn con người. Đó là cái loài mà được lấy từ sự sống của Chúa. Và cái ngày Chúa tạo dựng người thổi hơi để chúng ta sống, là từ ngày ấy linh hồn chúng ta thuộc về lãnh vực thiêng liêng, thuộc về Thiên Chúa, thuộc về thần linh. Nhưng đâu có hết.
Ngày ấy Thiên Chúa ban sinh khí cho chúng ta, Chúa Thánh Thần đã được trao cho để chúng ta được linh hoạt trong linh hồn của mình. Nhờ đó ta sống trong cõi đời này vừa hướng về trời cao, hướng về Thiên Chúa với một thế giới nội tâm sâu sắc và đầy những thứ mà ở đó chúng ta thuộc về Thiên Chúa, thuộc về chất thánh, thì chúng ta còn có thể xác này mang nó ở trong cõi đời này, chúng ta đi với nhau cả hồn lẫn xác để trở thành con người. Nhưng thưa anh chị em, ngày Thiên Chúa tạo dựng chúng ta được ban Thánh Thần để người linh hoạt là hơi thở của Thiên Chúa, thì đến ngày cứu chuộc cũng vậy. Ngay sau khi Chúa Giêsu phục sinh hiện ra với các tông đồ, bài tin mừng hôm nay nói rõ Chúa cho các môn đệ xem tay và cạnh sườn, xong người thổi hơi trao ban Thánh Thần cho hội thánh của Chúa. Lúc bấy giờ hội thánh chính là các tông đồ. Các tông đồ đã đại diện cho hội thánh lãnh nhận Chúa Thánh Thần từ hơi thở của đấng phục sinh. Như vậy ngày tạo dựng chúng ta được ban Thánh Thần để trở thành sinh khí sống, thì ngày cứu chuộc chúng ta lại tiếp tục được trao ban Thánh Thần bằng hơi thở của đấng phục sinh là Thiên Chúa, người xuất phát từ Thiên Chúa, là Thiên Chúa ở giữa chúng ta, trao ban Thánh Thần của người để chúng ta được thánh hóa, được cứu chuộc, mãi mãi thuộc về Chúa Kitô. Và điều quan trọng còn lại là chính anh chị em và tôi nhận lãnh Chúa Thánh Thần rồi, chúng ta phải sống làm sao? Tôi vẫn nhớ Thánh Phaolô trong thơ gửi tín hữu thành Côrintô, ngài nói rằng kết quả của Thánh Thần là một con người biết sống bình an, biết sống từ tâm, biết sống nhân ái, biết luôn luôn tha thứ, không chấp nhất, không oán hận, không ghen tương, không gây hận thù, không chuốc thù mưu oán cho ai. Đó là kết quả của ơn Chúa Thánh Thần. Cho nên nếu anh chị em và tôi ở trong cuộc đời này mà thấy ai, hoặc là nhìn lại mình thấy bản thân mình có thể là người dễ dàng đón nhận anh chị em, tha thứ cho mọi người, và đối với Thiên Chúa chúng ta trung tín, chúng ta thờ phượng Chúa mãnh liệt, chúng ta có thể nói được mình đã đạt tới ơn Chúa Thánh Thần và hiệu quả của Chúa Thánh Thần đã trổ sinh cách nào đó, nhiều hay ít, trong lòng mình, trong lòng một ai đó. Nhưng nếu nhìn thấy một ai đó mà đời sống của họ quỷ quái, dữ dằn, láo toét và xảo trá bên ngoài nhưng không có bên trong, lòng thì chả thấy Chúa đâu, mà miệng thì cứ bảo Chúa, chưa chắc lòng đã có sự phúc đức, thì chúng ta biết rằng, có thể nói được như vậy, ta có thể biết rằng họ đã không đón nhận ơn Chúa Thánh Thần. Bởi Chúa Thánh Thần là hoa trái của bình an, của yêu mến, của bác ái, của thứ tha, của tất cả những gì là từ tâm, khiêm tốn và hết sức nhân ái, hiền hậu, sống với mọi người, hòa nhã. Ai cũng có thể đến với mình và mình cũng có thể đến với ai. Đó là hiệu quả của Chúa Thánh Thần mà một người có thể sống hay không sống. Cho nên anh chị em và tôi, nếu chúng ta còn mang trong tâm mình nhiều thứ trái khuấy, không đúng với lề luật của Chúa, nếu chúng ta còn sợ đến với Thiên Chúa trong việc chúng ta cầu nguyện hàng ngày chẳng hạn, nếu chúng ta còn sợ đến với Thiên Chúa trong việc chúng ta giữ luật của người, nếu chúng ta còn sợ đến với Thiên Chúa qua việc chúng ta giữ luật để sống với anh em quanh mình, sống với người thân trong gia đình, sống với lối xóm, sống với cả giáo xứ, thì thưa anh chị em, hiệu quả của ơn Chúa Thánh Thần đã bị chúng ta ngăn chặn bằng lối sống một cách tự do quái gở của mình.
Nhưng nếu mình biết đón nhận ơn Chúa Thánh Thần, mình có thể bắt tay với người khác bằng một tâm hồn thật sự. Ngoài cái bắt tay, nhưng bên trong là một sự niềm nở, một sự tha thứ, một sự gần gũi. Nếu mình với ơn Chúa Thánh Thần và sống với người, thì chúng ta sẽ là những người luôn luôn đón nhận anh chị em, dễ dàng trao gửi tình thân nghĩa thiết, dễ dàng sống bác ái, dễ dàng cho đi. Chúng ta nhìn người này bằng ánh mắt của triều mến thì lòng của mình cũng triều mến thật sự, chứ không sống giả trá bên ngoài anh em, nhưng bên trong có thể cầm dao giết ai đó không chừng. Điều đó không phải là ơn Chúa Thánh Thần trong chúng ta, nhưng Chúa Thánh Thần đến, anh chị em và tôi biết cải đổi đời sống, thì lúc bấy giờ chúng ta trở thành những hoa trái mà Chúa Thánh Thần đã làm trổ sinh trong cuộc đời mình. Nói thì dễ thưa anh chị em, nhưng chúng ta thực hiện không dễ tí nào. Từng người, cả tôi lẫn anh chị em, ngày một chút, từng tí một, chúng ta phải tập, tập cho bằng được để sống với ơn của Chúa, để trổ sinh những hoa trái của Chúa Thánh Thần trong đời sống, và để làm cho mình ngày càng mãnh liệt trong đức tin vào Thiên Chúa, ngày càng trưởng thành trong đức cậy vào Thiên Chúa, và ngày càng son sắc, vững bền, trung tín trong đức mến với Thiên Chúa của mình. Có Thiên Chúa ở với mình rồi, có ơn Chúa Thánh Thần với Chúa ban cho chúng ta, để người tạo thành ta thành một con người có hồn có xác, để người cứu chuộc ta bằng chính cái chết mà Chúa Kitô đã thể hiện để ban ơn Thánh Thần cho ta. Thì thưa anh chị em, với tất cả những điều đó, ta biết cộng tác, ta trở thành những con ngoan của Thiên Chúa, trở thành những đồ đệ trung tín của Chúa Kitô. Xin Chúa Thánh Thần ở lại, đừng chê chối cõi lòng chúng ta, dẫu trong mình ta còn đầy những thiếu sót, còn đầy những lỗi lầm, nhưng xin Chúa đừng chê chối, hãy đến và uống nắng sửa đổi chúng ta từng ngày một. Và anh chị em cũng hãy quyết một lòng với ơn Chúa, với chính Thánh Thần của Chúa trong ta, rằng con cũng sẽ cộng tác với ơn của Ngài để con uống nắng chính con. Ngày một chút con sẽ trở nên thánh thiện hơn. Hãy đoan hứa với Chúa mình đi, hãy đoan hứa với ơn Thánh Thần được ban trong chúng ta đi, để chúng ta thánh thiện từng chút một, từng ngày một. Anh chị em đứng và tuyên xưng đức tin.